trình trẻ hóa da từ bên em. Thì sau khi làm xong thì chị có cảm nhận như thế nào chị? Chị sau khi làm xong thì chị cảm thấy nó chỉ bị hơi châm chích một tí, hơi rát một tí. Và da mình nó hơi đỏ một tí thôi. Còn trong quá trình làm thì nó cũng không, nó chỉ đau đau một tí thôi. Khi đắp mặt nạ xong thì nó cũng dễ chịu dần em ạ. Dạ vâng ạ. Thì sau buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì chị có quyết định lựa chọn là thẩm mỹ viện SKS để chăm sóc da mình định kỳ đúng không ạ? Đúng rồi. Sau đợt điều trị này thì chị đương nhiên sẽ quay lại thẩm mỹ viện SKS nhà mình.